với kinh nghiệm của một người hay tổ chức nấu ăn này này, là cái bọn mà đến ăn trực ý, nó làm gì ý, thì mình cứ bắt chúng nó làm thật nhiều việc vào, bóc hành, bóc tỏi, rồi rửa rau, rồi các thứ đi. Kể cả hôm đấy không dùng đến thì hôm sau mình dùng, chứ không cho chúng nó ăn không được đâu. Chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology, mình là Dino đây. Và vlog hôm nay sẽ là một vlog nấu ăn, nhưng mà dành cho những bạn mà thích ăn ở nhà. Câu chuyện là như này này, bởi vì hôm nay là thứ bảy và tình cờ thì mình đi qua khu chợ mà mình rất là yêu thích, đó chính là chợ cũ. Nếu mà mọi người chưa biết gì về chợ cũ ấy, hãy xem lại cái video về chợ cũ của mình ở trên kênh nhá. Còn bây giờ thì mình đang ở chợ cũ và mình sẽ quyết định nấu một bữa ăn tối thật là thịnh soạn. Bởi vì Dino hay trêu với các bạn rằng là mình có một nguyên tắc, đó chính là nấu ăn bao giờ ấy một bữa cơm cũng phải có 5 món trở lên. Mình rất là xôi thịt mà. Nên là hôm nay sẽ đi chợ để nấu ăn cho các bạn. Qua tối nay thì sẽ có Linh nó qua nó dựng phim. Bây giờ thì mình đang nghĩ xem nấu món gì. Để nấu một bữa ăn đơn giản ấy thì mình sẽ hay sử dụng các loại thịt heo. Bởi vì là thịt heo là cái thịt dễ nấu nhất. Nên là hôm nay chúng ta sẽ có một bữa cơm với chủ đề chính là thịt heo nhá. Đó là hàng thịt yêu thích của Dino. Mình đến đây thì mọi người đều quen mình hết rồi. Cô ơi, cháu cho em nửa ký sườn non, 7 lạng sườn non đấy ạ, với cả 3 lạng thịt ba dọi. Mình cứ mua sườn non trước đã, bởi vì có một món mà mình rất tự hào, đó chính là canh sườn xấu. Còn thịt ba dọi hôm nay khá là nóng nên sẽ làm thịt luộc cho mọi người ăn cho dễ. Đi chợ nhớ mang hộp theo, cất vừa tiện vừa sạch. Mình sẽ cho vào trong cái túi hôm qua được YouTube tặng này, thành túi đi chợ luôn. Tiếp theo là mua rau. Ở đây là hàng rau rất quen mình, ướp gà ạ, thôi ạ, à, vẫn còn. Kéo cho em nửa ký cà chua này, hành lá này, còn rau, không, khoai lang thôi ạ. Rau thì cho em su hào. Chị không cần túi đâu ạ, chị cho em vào trong hộp đi ạ. Đấy, cảm ơn. Hành lá. Hành lá cho em tương đối đi ạ. Su cho em 2 trái, với cả một củ su hào nữa. Bông cải xanh. Cho em ít thôi, cho em một bông nhỏ thôi. Anh chị. Hết đậu mất rồi. Chị mua đậu phụ nữa, làm đậu phụ rán mà hết mất rồi. Nên chắc về gần nhà mua đậu phụ vậy. Hành trình đi chợ gian nan hơn mình nghĩ. Thực sự mình rất là thích chợ cũ, bởi vì chợ cũ nó làm mình nhớ đến cái chợ Hàng Bè ở ngoài Hà Nội ấy. Là chợ ở giữa trung tâm, hơi mắc hơn một chút so với cả những khu chợ ở vùng ven, nhưng mà được cái là hàng thì rất là ngon, tươi xanh, bày bán đẹp mắt. Và mình thích đi chợ hơn là đi siêu thị, bởi vì đi chợ có cái cảm giác nó Việt Nam, nó kiểu giống như mẹ mình ngày xưa ấy. Trong lúc mình định đi về ấy, thì mình nhìn thấy một hàng hoa và sẽ quyết định mua hoa, một bó hoa cúc giống bộ phim mình đang xem, đang rất hot, đó chính là Về Nhà Đi Con. Thì hoa cúc trong đấy có nổi tiếng đúng không? Nên mình sẽ mua hoa cúc vàng. Em ơi, cho anh bó hoa với. Một người con Hà Nội đi chợ mua đồ ăn, sau đó mua hoa về cắm. Rất Hà Nội đúng không? Thôi bây giờ đi mua đậu phụ tiếp đi. Em chào anh. Anh cho em qua Trần Quốc Toản trước ạ. Bây giờ thì mình đang đi trên đường tới đường Trần Quốc Toản. Đây là một con đường có hai cửa hàng rất là nổi tiếng, chuyên môn bán đồ Hà Nội. Nếu mà các bạn đang xem vlog của mình và xem trên vlog của chị Giang, các bạn thấy mình mua rất là nhiều đồ như là bánh cuốn, trà, xôi, tất tần tật, thì mình đều mua ở cái địa chỉ là 68 Trần Quốc Toản đó. Và bạn nào là người Hà Nội mà đang ở Sài Gòn mà thèm những cái đồ Hà Nội ấy, thì hoàn toàn có thể ra địa chỉ đó để mua những cái đồ Hà Nội rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình tính mình ra đấy thì mình sẽ mua thêm đậu phụ và mua thêm cà. Dưa cà thì cực kỳ ngon luôn. Vừa đến thì phát hiện ra là hết đậu phụ rồi. Anh cho em hộp cà bóp cà dầm của anh với. Đây chính là cái chỗ mà mình hay mua tất cả các đồ Hà Nội. Có rất là nhiều loại rau Hà Nội này. Có cả bán sấu này, bán cà xanh để muối này, đào, mận, rất là nhiều vải nữa kìa. Cho em một cái bắp cải con nữa. Chán nhờ, muốn ăn đậu phụ ghê. Túi hết xong. Chừng đấy, anh không cần túi đâu. Rồi, cảm ơn anh. Vậy là mình đã đi chợ về rồi, đã thay áo và bây giờ bắt đầu nấu nướng này. Thịt thì mình đã đi mua và mình để ở trong hộp này rất là tiện và sạch nữa. Tại sao mình phải mất một cái túi ni lông, trong khi nếu mà mình biết trước là mình đi chợ thì mình hãy mang hộp đi. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt luộc này, canh sườn xấu này, sườn xào chua ngọt này. Vậy là đã được 3 món rồi.
Có một món mà mình mới mua chính là món cà dầm với cả ớt tỏi cực kỳ ngon này. Thế là mấy thôi, 4 món. Món thứ 5 đó chính là món tôm chua mình tự ngâm. Rau củ luộc thì hôm nay mình sẽ luộc su su này, su hào này và một cái súp lơ xanh. Và đầu tiên khi mà nấu ăn chúng ta hãy cùng đi với Dino, đó chính là phải thổi cơm. Nồi cơm của mình, nồi cơm Xiaomi. Xấu hổ quá, hôm trước ăn cơm xong chưa kịp rửa. Bây giờ phải rửa nồi. Cho những bạn nào thắc mắc tại sao mình lại có một cái khăn ở trên cổ. Mời anh vào tim của em xem có gì nào. Bởi vì thường khi nấu ăn ấy, mình rất hay đổ mồ hôi. Một là vì sức nóng của bếp. Hai, đó chính là vì khi nấu ăn mình rất là tập trung. Và cái bản tính mình ấy, mỗi khi mà mình tập trung thì mình rất hay bị đổ mồ hôi. Vậy là rửa xong cái nồi rồi. Xấu hổ ghê ấy. Quay phim mà lại bị lộ ra rằng là ăn xong không chịu rửa nồi. Cả nhà có nhớ cái thùng gạo thần kỳ của mình không? Hôm nay thì mình có khoảng 6 người ăn. Một lần, hai lần, ba lần. Và đây chính là chỗ gạo cho 6 người ăn đây. Mình theo cái trường phái là mình vo gạo rất là ít, nên là mình sẽ cho nước lọc vào đây. Sau đó là mình sẽ vo gạo với một cái lượng nước dư, sau đó mình đổ bớt nước đi. Miễn làm sao khi mà nước còn lại cách mặt gạo một đốt ngón tay. Đó chính là cái mà bố mẹ nào cũng dạy con khi thổi cơm đúng không? Và mình luôn luôn áp dụng cách này vào cơm của mình thì đạt được cái độ dẻo vừa phải, không bao giờ bị nhão, không bao giờ bị khô. Vo gạo trong cái chỗ nước này thôi. Chứ nếu mà mình xả 2-3 lượt nước ấy, mình cảm giác là tất cả các cái vitamin B1 ở trong lớp phấn của hạt gạo nó đã trôi đi mất rồi, rất là uổng. Và sau đó mình sẽ đổ bớt nước. Và một đốt ngón tay. Và đặt vào nồi. Nồi cơm Xiaomi thì có một cái chế độ mặc định, nó mất 1 tiếng đồng hồ. Đối với nhiều bạn thì nồi cơm điện mà mất 1 tiếng nấu cơm ấy thì là quá là nhiều đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn nấu với nồi induction mà tận 1 tiếng thì cái kết quả trả lại thì thật là tuyệt vời. Bởi vì là cái hạt cơm nó rất là nở bung ra luôn ấy. Nên là các bạn hãy thử xem nhé. Bây giờ mình sẽ đặt chế độ nấu cơm 1 tiếng này. Ấn vào một phát. Đấy, hiện lên 1 tiếng và mình sẽ chuyển sang nấu các món khác. Đầu tiên mình cần xử lý đó chính là thịt. Mình sẽ luộc tất cả chỗ này đi, bởi vì là tất cả chỗ thịt lợn này đều cần phải làm sạch và luộc sơ. Thịt lợn thì bao giờ về nhà cũng cần luộc trước. Vì mình đã luộc thịt rồi và mình bỏ nước đầu nên là mình sẽ không rửa cái nước đầu tiên. Ít nước thôi, càng nhiều nước thì càng nhạt thịt. Bật chế độ to nhất, luộc cho sạch. Bước đầu tiên sau khi nấu cơm của mình ấy, bao giờ cũng là rửa rau. Mình sẽ cho toàn bộ những cái rau mà mình mua ngâm ở trong nước này với một chút dung dịch rửa rau. Cái bắp cải này mình sẽ ăn vào ngày hôm sau nên là mình sẽ cất đi nhá. Sau đó là mình sẽ cho một chút dung dịch tiệt trùng rau vào trong này, khoảng một nắp thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ăn một món nữa, đó chính là món rau luộc chấm muối vừng. Mình sẽ cắt súp lơ xanh thành từng cái bó nhỏ. Và súp lơ xanh ấy thì thường là mình sẽ không luộc mà mình sẽ hấp. Chứ nếu mà các bạn luộc ấy thì sẽ rất là mau vàng. Dành cho các bạn vừa nãy mình quên, mình không giới thiệu, đó chính là mình có rất là nhiều những cái chậu vuông như thế này. Chậu vuông thì nó hơn thì chậu tròn. Chậu vuông khi mà các bạn sử dụng ấy thì cho vào bồn rửa nó rất là vừa vặn. Bởi vì là cái bồn rửa các bạn bao giờ cũng là hình vuông đúng không? Chứ để những cái chậu vuông này vào bồn rửa thì nó cực kỳ fit. Và điều đó là mình kiểu bị sướng vô cùng. Củ su hào này thì theo mình nhớ là mẹ mình gọt ấy, thì sẽ gọt một cái xong kéo cái vỏ của nó như này này. Mình nói thật với các bạn, mình hoàn toàn không phải là một đứa khéo tay. Mình tìm đến nấu ăn ấy bởi vì mình tin vào cái vị giác của mình. Mình là một người nấu ăn dựa theo vị giác và dựa theo cảm nhận. Nên là mỗi lần mà mình nấu ăn món Việt hay những đồ mặn ấy thì mình cảm giác rất là hứng thú. Nhưng mỗi lần nấu món Tây hoặc là nấu những cái món mà liên quan đến làm bánh ấy, nó cần phải đi theo công thức một cách chính xác 100% thì mình rất là khó chịu. Bởi vì là mình không được tùy biến trong cái món ăn đó. Hoặc cũng có thể là mình học nấu ăn chưa đủ giỏi để mình có thể tùy biến được. Nhưng mà đối với mình ấy thì mình thích những món ăn châu Á, những món ăn Việt Nam, những món ăn Hàn Quốc mà có nhiều đồ hầm, đồ nấu. Và cái vị của những cái đồ đấy ngon hay không ấy phụ thuộc rất nhiều vào cái cảm giác của người nấu. Không biết các bạn như nào chứ đối với mình cái việc nấu cơm hàng ngày nó giống như một việc xả stress ấy. Khi mà mình nấu cơm ấy thì mình có một cái khoảng lặng để mình suy nghĩ. Chứ bây giờ các bạn thấy không, cái xã hội của chúng ta càng ngày càng phát triển, ai cũng bị phụ thuộc vào điện thoại rồi internet, ai cũng cắm mặt vào xem những cái nội dung trên internet. Và bây giờ các bạn cũng đang cắm mặt vào xem nội dung trên internet để mình biết. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta nên dành cho bản thân những cái thời gian yên tĩnh, làm những cái việc nó gọi là tỉ mỉ tay chân một chút, thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó bình lặng hơn. Nói thật với các bạn nhé, là cách đây khoảng 4 năm khi mà mình mới bắt đầu mình vào Sài Gòn, mới bắt đầu đi làm một mình, mới bắt đầu sống tự lập ấy,
thì hầu như cái kiến thức nấu ăn của mình chả có bao nhiêu cả. Và đó cũng là cái thời gian mà mình bắt đầu làm món ngon. Bởi vì mỗi khi mà mình nấu một món gì ý, để mình làm, mình nấu ăn cho bản thân mình ý, thì mình lên mạng mình tìm thấy những cái nội dung về nấu ăn nó rất là khan hiếm và thậm chí là nó hơi bị nghèo nàn một chút. Nên là mình mới quyết định làm món ngon. Dành cho bạn nào chưa biết món ngon là gì, đó chính là một fanpage có những công thức nấu ăn của mình ở trên Facebook. Bạn nào mà chưa follow Ngọt Ngon ở trên Facebook ý, thì hãy follow Ngọt Ngon ngay lập tức, bởi vì đó là một sản phẩm của mình. Và có lẽ là thịt đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ rửa thịt. Đấy, khi mà thịt vừa sôi lên như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp luôn và sẽ mang nồi đi rửa thịt. Mình sẽ đổ cái nước đầu tiên của thịt này đi. Thịt heo mà, rất là bẩn. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm hai tay, không thì nó nguy hiểm lắm. Nên là bạn nào mà chưa được xem quá trình rửa thịt của mình thì hãy quay lại clip nấu cháo sườn. Ok, vậy là mình đã rửa thịt xong. Bởi vì là mình sẽ dùng một phần thịt làm sườn xào chua ngọt. Và sườn xào chua ngọt ấy thì mình chỉ cần tráng sơ như vậy thôi, còn đâu chủ yếu là mình chiên, nên là mình sẽ vớt những cái phần thịt để làm sườn xào chua ngọt qua một bên, còn cái phần sườn còn lại thì mình sẽ dùng nấu làm canh sườn xấu. Và miếng thịt này thì mình sẽ luộc thêm cho tới chín hẳn để làm thành thịt luộc. Mình muốn khuyên tất cả mọi người ấy, đó chính là những bạn nào mà thích ăn cơm nhà, thích ăn đồ Việt Nam, thích ăn đồ châu Á thì cái món đồ mà các bạn không thể thiếu trong gia đình đó chính là cái nồi áp suất. Bởi vì với cuộc sống bận rộn của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng có cả vài tiếng đến nửa ngày để ninh xương, để làm những cái món canh hầm đúng không? Nên đối với mình cái nồi áp suất đó chính là một cái thiết bị cứu cánh cho mình trong khi nấu ăn, bởi vì nó rất là tiện và nấu thì rất là nhanh. Và các bạn biết một điều gì nữa không? Nhiều người tin rằng là khi mà chúng ta ninh xương ống ở trong nồi áp suất ấy thì nó bị sôi nhiều quá nên nó bị đục nước đúng không? Rất là nhầm. Khi mà các bạn nấu bằng nồi áp suất thì áp suất ở trong nồi tăng lên rất là cao. Nó cao đến nỗi là nó đè cái nước ở dưới đến cái mức độ mà nước không thể có bọt khí sôi được. Khi nào các bạn mở nồi ra ấy thì bọt khí nó mới kiểu bị bùng 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 lên, thì lúc đó thì nó mới làm vỡ tủy và làm cho nước bị đục. Chứ còn nếu mà các bạn ninh xương ở trong nồi áp suất và để cho nồi áp suất nguội một cách từ từ ấy, đảm bảo nước xương các bạn rất là trong. Đấy là kinh nghiệm của mình. Thì chúng ta sẽ cho vào đây 3 củ hành tím để luộc thịt cộng với cả luộc sườn. Hôm nay Dino sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sườn xào chua ngọt của Dino. Và mình thấy rất là tự tin với công thức này, bởi vì chưa có ai chê công thức này của mình hết. Sau khi mà trần sườn xong ấy thì mình sẽ ướp sườn với cả nước tương, hay ở ngoài Bắc thì gọi là xì dầu á. Ướp trong vòng khoảng 15 phút mình mới trụng qua thôi, nên bên trong sườn vẫn còn rất là sống. Khi mà thịt sống thì nó bao giờ nó cũng dễ ngấm gia vị hơn là thịt chín. Xong. Bây giờ sẽ đến cái phần này đây, cái phần mà mình rất là ghét, đó chính là gọt rau củ. Mình đã từng mua rất là nhiều các cái thiết bị, gọi là các cái dụng cụ mà để bào vỏ như này này. Nhưng mà các bạn biết không, cuối cùng mình chỉ happy và hài lòng với cái thiết bị rất là xịn này của Zilinh. Mình biết cái này rất là mắc, nó phải đến tầm 600-700 nghìn trong một cái đồ bào rau củ. Nhưng mà các bạn biết rằng là cái chất lượng của những cái đồ này này quyết định phụ thuộc hoàn toàn bằng cái việc là lưỡi dao nó làm bằng gì. Nên là đồ của Zilinh, một cái hãng mà sản xuất dao rất là lâu năm ấy, thì nó ngọt cực kỳ sướng luôn. Cho các bạn xem này, đó, nó ngọt và nó mướt. Mình biết rằng các bạn cũng có thể mua một cái đồ bào này ở ngoài chợ với giá chỉ mấy chục ngàn thôi, và nó cũng rất là sắc, nhưng nó chỉ sắc trong khoảng vài lần đầu các bạn dùng, và về sau thì nó bị mòn đi rất là nhanh. Ngày xưa mình nhớ hồi bé mà mình ở nhà ấy, hồi mà ông bà nội mình còn sống ở quê, và ông bà có một cái giàn su su, mỗi lần mà mình về quê thăm ông bà và ông bà hay cho mình một cái túi đầy su su. Và hồi đấy thì mình ghét ăn quả su su lắm, mình bảo tại sao mà lại cho mình cái này. Nhưng mà lớn rồi mình mới hiểu rằng là cái này nó ngon như nào. Tiết lộ cho mọi người một bí mật là những cái công việc này bình thường là Dino không làm. Bởi vì Dino có chị Mai. Chị Mai là chị giúp việc của Dino, và mỗi lần khi mà nấu nướng ấy thì tất cả những cái việc gọt này này là có chị Mai làm hết. Mình không bao giờ mình phải làm những cái này cả. Công việc của mình ấy chỉ là quyết định xem là vị ngon của đồ ăn là đến đâu thôi. Nói ra thì rất là xấu hổ nhưng mà đó là sự thật. Nhiều lúc mình nghĩ rằng nếu mà mình khéo tay hơn ấy thì có lẽ là mình sẽ đi xa hơn trong lĩnh vực nấu ăn. Nhưng mà nhiều khi thì mình nghĩ rằng là nấu ăn ấy, nó không hẳn là các bạn cần phải có kỹ năng quá khéo léo, không hẳn là các bạn cần phải nấu ra những món ăn siêu ngon, mà đơn giản rằng là các bạn thích nấu ăn, các bạn lăn vào bếp của chính bạn và nấu cho những người thân, những bạn bè, những người thân nhất của mình ăn, và họ khen, như vậy là đủ rồi. Xong, vậy là gọt xong su su.
sau khi mà cắt xong su su và cắt xong su hào thì chúng ta sẽ làm việc gì tiếp? Đó chính là chúng ta sẽ bóc hành, bóc tỏi, một cái công việc mà mình ghét kinh khủng, mình ghét kinh hoàng luôn. Mình biết là các bạn sẽ thấy là ô, ở trên mạng có rất là nhiều hacks để các bạn có thể bóc hành, bóc tỏi một cách nhanh nhất, nào là lắc này, nào là cho vào lò vi sóng này, nào là đập nát, nào tất tật 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 tật. Nhưng mình xin thưa với các bạn, với kinh nghiệm của một người nấu ăn tương đối thì mình thấy rằng tất cả những cái trò đó nó cũng không hiệu quả cho lắm. Bởi vì đối với mình, hành ấy khi mà các bạn lắc đập đập này thì nó bị ra nước. Còn tỏi khi mà các bạn lắc đập đập đây này, nó chỉ có hiệu quả với những cái loại tỏi tàu, những cái loại tỏi mà tép nó rất là to. Mà bản thân Dino thì không bao giờ sử dụng những loại tỏi tàu và tép to như vậy, bởi vì đối với mình cái đấy nó không thơm. Mình hay sử dụng loại tỏi ta mà tép nó rất là nhỏ, rất là vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái phương án duy nhất, đó chính là mình nhờ chị Mai thân yêu của mình bóc tỏi bóc hành cho mình. Nhưng mà hôm nay thì mình đã hứa với các bạn là mình sẽ tự nấu ăn, nên là mình sẽ tự bóc hành bóc tỏi. Voilà, đã trở lại đây rồi sau khi mà đi ngâm rau, rửa các loại củ. Đây, hành tỏi của mình đây. Hành của mình ấy thì là cái củ hành tương đối là bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Hành của mình tương đối là to. Mình sẽ sử dụng dao để mình bóc những cái lớp mỏng này ra. Nên là nếu mà các bạn ở nhà mà có nhân lực thừa, ví dụ như là gọi bọn bạn đến ăn, việc đầu tiên ấy là bắt chúng nó bóc thật nhiều hành tỏi. Nếu mà bóc dư thì hôm sau mình xài, không đi đâu mà thiệt hết. Và mình ấy thì có rất là nhiều các cái con mà hay đến ăn trực. Mình hay gọi nó là những con parasite, là những con ký sinh ấy, nó hay đến ăn trực của mình. Nhưng mà lần nào nó đến ăn trực thì mình cũng bắt chúng nó làm cái gì đấy. Hôm nay thì mình sẽ phải tự bóc tỏi thôi. Còn tỏi đây này, mình nói tại sao mà cái tỏi của mình nó không đập không gì được ấy. Mọi người nhìn thấy không? Tỏi nó tép bé tí tí này ấy. Chỉ có cách là bóc tay thôi. Sorry, máy vừa hết pin nên là bây giờ mình phải đổi máy. Và có lẽ là máy này thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ không tốt bằng máy kia, nên là các bạn tạm nghe nhá. Đấy, mọi người thấy một cái tép tỏi nó bé như vậy này, bé xíu như vậy này, và mình phải bóc bằng được á, cực lắm luôn. Xin chào chị. Vâng ạ, Muchi bị nó ói lên ghế của em ạ. Em chả hiểu nữa, sáng nay tự dưng nó ói. Chị Mai đã đến nên là sẽ nhờ chị Mai bóc tỏi. Mình cũng đã bóc được một chút rồi này. Đấy, những cái tép tỏi nhỏ như này là tép tỏi ta, bây giờ nó thơm hơn là tép tỏi tàu, các bạn nhớ nhé. À, bây giờ mình đã có người giúp mình rồi nên là mình sẽ không phải bóc hành bóc tỏi nữa. Cả nhà ơi, đã có chị Mai giúp mình bóc hành bóc tỏi nên là mình sẽ ra làm những công việc khác. Và bây giờ mình đã trở lại đây với công việc của mình. Mình sẽ bắt đầu mình bổ su su. Mình nhớ là chấm muối vừng ấy, ở nhà mẹ mình hay cắt theo dạng múi kiểu như này này, sẽ thành những cái miếng như thế này. Lần nào mình có rất là ít thời gian, thường thì mình chỉ nấu một bữa ăn trong vòng khoảng nửa tiếng cho tới 45 phút, nhưng mà vẫn phải đủ 5 món một bữa. Đấy, khổ thế đấy. Ngày bé mà mẹ mình hay nói với mình rằng là mày mà cứ ăn uống cầu kỳ như này lớn lên rất là khổ, bởi vì không ai chiều được mày hết. Mình thấy điều này đúng, bởi vì là không ai chiều được mình về vụ ăn uống cả, chỉ có tự bản thân mình chiều mình mà thôi. Phao đã nổi lên rồi và mình sẽ tắt bếp và sẽ bắt đầu xả van, bởi vì thịt của mình sẽ không được ninh lâu như thế, nếu không thịt sẽ bị quá mềm. Mình sẽ hấp đầy, chất đầy một ngăn đầy su su trong cái sừng đỏ yêu thích của mình. Và ngăn dưới thì nó sẽ nóng hơn, thì mình sẽ cho su hào và súp lơ. Đây là sừng rau của mình, mình sẽ để vào một cái chảo ngập nước như này. Và khi nào mình ăn ấy, mình chỉ cần bật bếp lên là hơi nước nó sẽ làm chín rau của mình. Trong lúc đó thì mình sẽ chuẩn bị chuyển sang quy trình chiên sườn, sẽ hơi khác một chút. Đó chính là mình sẽ chiên sườn bằng dầu có mùi hành tỏi. Nhưng mà các bạn biết một vấn đề khi mà các bạn chiên cái gì với hành tỏi là gì không? Bởi vì khi mà thịt chín ấy thì hành tỏi nó sẽ cháy. Nên là mình sẽ có một cái kỹ thuật, đó chính là mình sẽ infuse, có nghĩa là cho cái mùi hương hành tỏi vào trong dầu, bằng cách là mình sẽ cho dầu vào chiên hành tỏi đến khi vàng. Sau khi chiên xong thì mình sẽ lọc lại, lọc cái dầu đấy đi và bắt đầu dùng cái dầu đó để chiên thịt, cối xay hành tỏi. Mình sẽ cho cái phần tỏi mà chị Mai vừa bóc vào, để vào đây. Và mình sẽ cho 3 củ hành tím tỏi vào đây. Và mình sẽ đậy cái này lại, cái này rất là sắc và rất là dễ dùng. Các bạn nhìn kéo như vậy là hành tỏi đã nát bét. Dầu đủ để chiên chỗ sườn kia của mình nhé. Sẽ kín mặt chảo. Và dầu ăn ấy thì mình chỉ dùng một lần thôi, không bao giờ dùng dầu ăn đến lần thứ hai cả.
nhất là chiên thịt ấy, thì chỉ dùng đúng một lần, bởi vì là tiếc mà sau này mang bệnh ấy còn khổ hơn. Đây, hành tỏi. Mình sẽ phi hành tỏi thật là thơm. Nếu mà các bạn đang ở ngoài đây với mình, các bạn sẽ thấy mùi thơm kinh hoàng luôn. Nhìn sang bên này có vẻ như là sườn của mình đã xì hết hơi rồi. Dạ. Đó. Các bạn thấy không? Thấy miếng thịt này không? Mình nghĩ là miếng thịt này đã chín rồi. Mình sẽ gắp nó ra. Còn sườn mình sẽ ninh tiếp. Mình sẽ cắt đôi ra. À, để xem chín thật sự chưa. Ở giữa lớp thịt nó hơi hồng hồng nhẹ. Hơi nhẹ lắm. Đó chính là cái dấu hiệu là thịt vừa chín tới. Và mình sẽ cất hai miếng thịt này vào trong ngăn đá và sẽ để đông nhẹ một chút. Đây chính là bí quyết món thịt luộc của Dino. Ăn vừa mềm mà lại vừa đủ giòn. Các bạn tin mình đi. Đấy, tỏi bắt đầu vàng. Vì tỏi này đằng nào mình cũng bỏ đi nên mình sẽ chiên hơi già hơn một chút so với bình thường để nó lấy được nhiều tinh dầu nhất bên trong. Rây cái dầu này lại. Hơi cầu kỳ một tí đúng không? Chị Giang đã từng ăn món sườn xào của mình bảo là chị nhìn thấy em làm này quá khổ. Nếu mà phải làm này để nấu được món ăn chị sẽ không bao giờ lại. Nhưng mà mình vẫn làm đó. Sau khi mà mình đã lọc xong cái phần dầu này, đây là dầu hành tỏi của mình, thì mình sẽ bắt đầu chiên. Sườn bây giờ các bạn có thể thấy là nó đã ngấm xì dầu và tương đối là mặn. Nó sẽ có cái màu nhẹ vàng, nâu nâu nhẹ nhẹ như này. Và khi mà các bạn chiên lên thì màu rất là đẹp. Nhớ là phải dốc hết xì dầu, không thì mỡ bán lắm nha. Nếu mà các bạn muốn ăn sườn nó khô khô một tí thì các bạn sẽ chiên lâu hơn bình thường. Còn nếu mà các bạn muốn ăn sườn ngon ấy thì chiên vừa chín tới là được. Ban đầu thì mình sẽ để lửa nhỏ, sau đó thì chúng ta sẽ tăng lửa lên. Cái lửa nhỏ này để đảm bảo là cái phần thịt nó sẽ chín được ở bên trong. Còn khi mà chúng ta tăng lửa lên thì sẽ tạo độ giòn ở bên ngoài. Trong lúc mà sườn chín ấy thì mình sẽ đi cắt tiếp cà chua. Cái này thì cũng không hẳn là một hướng dẫn nấu ăn cho các bạn đâu đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình của mình nó hơi khó nhớ, nhưng mà các bạn sẽ đi theo mình để đến một cái bữa ăn hoàn chỉnh của mình nó như thế nào. Cà chua thì mình sẽ cắt làm tư để cho vào canh sườn xấu của mình. Đây, mình sẽ đổ cái phần cà chua này vào trong nồi canh với chỗ sườn còn lại. Và mình sẽ lấy 5 quả xấu. Đây, mọi người thấy không? Tủ lạnh của Dino xấu này, xấu này, xấu này. Nếu mà đến nhà ai mà mở tủ lạnh ra có nhiều xấu như này ấy, thì chắc chắn người ta là người Hà Nội. Bởi vì là xấu là một loại quả quá quen thuộc trong bữa ăn của người Hà Nội rồi. Ở đây là xấu đã được gọt sẵn và mình đã đông đá từ năm ngoái mà mẹ mình cho mình. Và mình cứ để trong tủ đá mình xài dần thôi. Đấy, mình sẽ cho 5 quả xấu, 4 quả cà chua vào đây. Sau đó lại đóng nắp lại. Ta-da! Để cho canh thật mềm và thật nhiều chất thì mình sẽ để mức áp suất cao nhất và bắt đầu đun lên. Yeah, bây giờ chỉ có chờ thôi. À quên. Chưa nêm nếm gì hết đúng không? Một chút nước mắm. Nước mắm ở đây mình sẽ cho tương đương với khoảng 3 thìa. Cái nồi canh của mình khá là nhiều. Và mình sẽ cho khoảng 2 thìa mì chính vào. Đậy nắp lại. Ta-da! Và chờ. Trong lúc đó quay lại với chỗ sườn của chúng mình. Các bạn nhớ đảo sườn liên tục để cho sườn không bị cháy, chín thật là đều. Vậy là sườn đã vàng hơn rồi này cả nhà. Đấy, chắc chắn là đã chín rồi, bây giờ chúng ta chỉ quyết định xem độ giòn đến đâu mà thôi. Với sườn xào chua ngọt của Dino ấy, thì mình sẽ bỏ toàn bộ phần dầu đi, để rất là béo. Mình chỉ dùng dầu để chiên sườn thôi chứ mình không dùng dầu để làm nước sốt. Nước tương sẽ làm cho sườn đậm màu và vàng hơn. Nên mình sẽ bỏ sườn ra. Với cái canh hoành tráng này bắt đầu đầy phao, mình sẽ giảm lửa xuống mức số thấp nhất cho tới khi đến bữa thì mình bỏ canh ra là vừa. Bắt đầu bật nước lên ở dưới này này, nước thì ở đây. Và bây giờ mình sẽ làm muối vừng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái chảo thật khô để rang đậu phộng trước, sau đó sẽ rang muối và rang vừng. Lúc mình rang lạc thì bên này thì hơi nước cũng đã bắt đầu bốc lên ở mầm mầm rồi. Đấy, rau cũng đầy hơi nước nha. Rau bây giờ làm chín bằng hơi nước thì cũng ngon hơn và cũng giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn là các bạn sử dụng bằng cách luộc. Rang lạc là phải đảo, người ta bảo đảo mắt đảo như rang lạc, có nghĩa là phải như vậy đó. Đấy, nhìn con người nó lăn thì giống như là hạt lạc ở trên chảo đúng không? Và mình đã nhờ chị Mai tách vỏ, trong lúc đó mình sẽ rang vừng. Vừng phải rang rất là kỹ, nếu không rang kỹ nó sẽ không thơm. Đấy, mọi người thấy nó nổ lên không? Là những cái phần dầu trong vừng nó bắt đầu nó nổ lên. Thì đó là quá trình. Đó, chơi lại như vậy hả? Đây, khách đến bây giờ mới đến đây. Xin chào các vị huynh đài.
Mọi người thấy nó dính không? Bởi vì là cái dầu với mè nó chảy ra nên nó sẽ dính. Mẹ em bắt em đảo này rồi. Mè của mình đã xong và mình sẽ để cái mè này ra một bát. Và tiếp theo mình sẽ phải rang muối. Tại sao muối mà cũng phải rang? Bởi vì trong muối vừng ấy, cái độ khô của muối rất là quan trọng. Đấy, mình sẽ rang muối cho thật là khô. Và bây giờ thì lạc đã được chị Mai tách xong, vừng thì cũng đã xong. Mình sẽ đổ lạc vào vừng và mình sẽ đổ cả muối mình vừa rang vào nữa. Đây là muối này, mè này và lạc này, mình sẽ giã nhuyễn ra với nhau. Nhưng mà với mình ấy, mình không thích lạc nó quá nhuyễn, lạc nó hơi vỡ vỡ, độ còn khoảng những cái hạt nhỏ li ti này ăn sau đó nó chấm vào rau, nó dính vào rau thì rất là béo và ngon. Và trong lúc đó thì Linh đã sẽ xếp rau ra đĩa cho mình. Đấy, trong này là muối này, muối vừng là như thế đó. Với muối vừng này, tương đương như món kho quẹt của người Nam thì là ăn bao nhiêu rau cũng ít. Mọi người ơi, xui quá bởi vì mải giã vừng, giã lạc xong bây giờ rau bị chín quá rồi. Thôi kệ, không sao. Ai mà chả có lỗi một lần đúng không? Sốt để làm sườn xào chua ngọt của Dino. Ở trong này thì có khoảng một củ tỏi lớn, hai quả ớt và mình sẽ cho thêm vào đây khoảng 2 thìa nước mắm. Dino đã quá quen nước mắm rồi nên không cần phải đong gì nữa. Và sau đó thì mình sẽ cho thêm một chút tương ớt. Đó, mình sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa đường, 3 thìa cà phê đường. Và sau đó mình sẽ đánh cái này lên và mình sẽ cho vào trong chảo để làm nước sốt. Để đánh lên như này. Cho đường tan hết vào trong này. Sau khi đường tan hết ấy thì mình sẽ bật chảo lên. Đây chính là cái chảo rán sườn vừa nãy. Mình sẽ đổ vào đây. Đấy, mình nghe tiếng xèo xèo không? Tiếng xèo xèo. Và mình sẽ đảo nhẹ cho hơi nước nó bay đi một xíu thôi. Sau khi mà mùi thơm của hành, tỏi, của nước mắm nó dậy lên này thì bên cạnh bát sườn xào chua ngọt, mình sẽ cho sườn xào chua ngọt vào. Và sườn xào chua ngọt sẽ ngấm nước sốt, nhưng mà không được ngấm quá nhiều, nếu không nó sẽ làm mất độ giòn của sườn lúc mình chiên. Và sau đó mình sẽ chuyển sang lửa cao nhất này. Bắt đầu bếp sẽ bùng lên, nồi lửa lên em. Đó, bắt đầu sôi lên và mọi người thấy cái nước sốt nó sánh lại không? Khi mà mình tham gia Siêu Sao Ẩm Thực và Cuộc Chiến Mỹ Vị thì mình được các anh đầu bếp rất là khen về cái nước sốt của mình, lúc nào làm caramelize nó cũng đậm và màu rất là đẹp. Và mình rất là tự hào về điều đó. Ở đây mọi người thấy không, bắt đầu nước sốt nó sủi lên và nó bọc xung quanh sườn và nó có một cái màu óng vàng nâu nhẹ như này. Đó, và khi nước sốt còn lại khoảng 10% so với ban đầu thì đó chính là dấu hiệu chúng ta ngừng đảo. Ôi thơm quá cả nhà. Và mình rất tự hào về món sườn xào chua ngọt của mình. Đây là một trong những món mà Dino nhắm mắt cũng làm được. Và đây, sườn xào đã xong. Trong lúc đó thì mọi người vẫn đang hút bụi. Chúng ta sẽ check qua nồi sườn của chúng mình một xíu nhé. Đầu tiên vẫn là hạ áp suất xuống. Áp suất đã được hạ hết rồi. Và sườn xấu, cà chua chắc chắn cũng đã rất là mềm. Ta-da! Chúng ta sẽ lấy một cái muỗng để dầm xấu. Xấu mà không dầm ra ấy, thì nước canh sẽ không chua. Cà chua sẽ bắt đầu nát nát một chút. Mình sẽ cho thêm khoảng một thìa bột canh. Mình sẽ không cho bột canh ngay từ đầu, mình sẽ cho nước mắm ngay từ đầu. Bởi vì món canh này có hậu vị rất là chua nên mình sẽ tận dụng cái hậu vị chua của nước mắm luôn. Sẽ cho hành vào lúc canh còn nóng để cho hành không bị hăng. Và sẽ đảo nhẹ ra và cho vào bát. Thế là xong món canh sườn xấu rồi. Thực ra là mọi người có thể tận dụng nước luộc thịt thôi cũng đủ rồi, nhưng mà cho thêm sườn để cho nó thêm chất thôi. Bởi vì mình là người xôi thịt mà. Đến phần cắt thịt. Sau khi thịt đã được để trong tủ lạnh khoảng gần 1 tiếng thì nó sẽ rất là dễ cắt. Và mình sẽ cắt được cái độ mỏng là siêu mỏng. Chấm với cả tôm chua và với cả cà pháo ấy thì không có gì ngon bằng cả. Và độ mỏng của nó thì mỏng ngang dăm bông cắt ở trong siêu thị luôn. Bí quyết của mình, sau khi luộc thịt xong, thịt vẫn còn nóng, các bạn quăng ngay vào trong ngăn đá và để cho nó lạnh. Nếu mà nó đông nhẹ một tí cũng không sao, bởi vì thịt luộc là cái món mà mình thấy là ăn nguội vẫn rất là ngon. Nước mắm của mình, nước mắm này dùng để chấm thịt và chấm rau. Cái này thì mình làm rất là đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng nước mắm thật là ngon. Đây là nước mắm Hạnh Phúc. Nước mắm Hạnh Phúc thì các bạn có thể dễ dàng mua ở các siêu thị Co-op Mart. Nhưng mà về thì mình sẽ cho vào chai nhựa của mình để cho nó giống nhau, cho đẹp mà. Còn ở trong này thì mình sẽ cho tỏi, chanh và ớt. Tỏi với cả ớt ấy thì sẽ được giã nhuyễn, sau đó cho thêm chanh. Và nước mắm, cái này đảm bảo rất ngon rồi, không cần phải pha thêm cái gì. Tại sao không nấu nước mắm? Bởi vì không nấu cơm mà. Ở đấy, những đứa lười nấu cơm thì sẽ sang đây ăn trực. Và hòm hòm thì mâm cơm của mình cũng đã tương đối xong rồi. Cái món mà fail nhất để cho mọi người khỏi bắt bẻ đó chính là món rau hấp của mình. Với su su thì có vẻ là ok, nhưng mà với bông cải xanh ấy thì cho lúc đó mình
mải miết quá mình quên mất nên là nó hơi bị vàng mất rồi. Và đây là thịt luộc đã được ướp lạnh và cắt mỏng. Và đây là sườn xào chua ngọt. Còn đây là muối vừng mình tự làm này, nước mắm này, cà dầm mình mua ở chỗ Trần Quốc Toàn, cực ngon. Và đây là canh sườn xấu. Thiếu một món. Đây chính là món tôm chua mà mình đã hướng dẫn các bạn làm ở trên Ngon Ngon. Nếu mà bạn nào muốn biết cách làm tôm chua ấy, thì hãy lên Ngon Ngon xem tiếp. Còn đây mình sẽ lấy ra để ăn thịt luộc. Đấy, lấy ba con tôm chua ra, ngâm theo đúng kiểu. Ba con tôm chua nghĩa là bốn con tôm chua. Và đây, bữa cơm của mình đến bây giờ đã hoàn thành rồi. Cho mọi người cùng xem. Và Linh, thấy cơm ngon không? Ăn đi. Hả? Ăn đi. Bây giờ Linh sẽ ăn trước đi cho các bạn biết là cơm có ngon hay không. Còn mình sẽ không. Cái này chấm muối vừng à? Chấm nước mắm. Chấm nước mắm hoặc là ăn với tôm chua. Ở nhà em hay chấm. Chấm gì? Bột canh với chanh. Linh thì nó không quen ăn gia vị, không quen ăn mặn. Có loại này cũng được. Được không? Đúng không? Thế ăn thử miếng sườn đi. Ăn miếng sườn nhỏ thôi để cho thanh lịch. Thanh lịch nào. Chị ơi. Ủa chị. Nhiều nhé. Đây. Sao ngon không? Thôi bây giờ nếm nốt bát canh đi cho mọi người cùng biết nào. Đồ ăn có độc. Đồ ăn có độc à? Chết đi. Ngon. Tại vì là có xấu đúng không? Chua nhẹ nhẹ xong rồi ngọt vị sườn. Bây giờ nốt đi, nốt hộ anh miếng rau đi. Rau ăn muối vừng xem muối vừng đã đạt chuẩn chưa? Rau này đáng ra là nó sẽ phải cứng hơn nhưng mà tại anh quên. Chuẩn rồi, ngon rồi. Muối vừng vừa đúng không? Vậy là hôm nay mọi người đã đồng hành với Dino để nấu một bữa cơm, gọi là bữa cơm gia đình một cách cơ bản. Từ đầu đến giờ mình nấu đến bây giờ mất khoảng 70 phút, hơi lâu một chút bởi vì là mình vừa nấu mình vừa phải quay. Nếu mà thực tế nấu bữa cơm này mà ngoài mình không phải cầm máy quay ấy, thì mình sẽ nấu trong vòng khoảng... Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho Dino bởi vì là còn nhiều bữa cơm nữa và còn nhiều món ăn nữa mình muốn chia sẻ cùng mọi người. Tạm biệt, bye bye.